그럼 주세요. Bố nghỉ ngơi một lát đi. Này, nó mà. Anh không Này, không phải con quên cái này sao? À. Sao trông con có vẻ lo lắng thế? Mà sao cái này lại nặng như vậy? Có sách trong này sao? Bố à. Thôi nào, bố phải tôn trọng sự riêng tư của con chứ. Bố nghỉ ngơi nhé. Cái giường bị di chuyển rồi. Bà ơi, bà ngoại đã mua cái này cho cháu đấy ạ. Vậy sao? Tuyệt quá phải không? Con cũng sẽ khoe nó với mẹ nữa. Sơn Hòa đã kể với tôi tất cả mọi chuyện rồi. Con bé nói rằng chị đã đồng ý bán món bánh bột nếp của mẹ chồng tôi. Nhờ thế hai bà cháu sống thoải mái hơn. Cũng có gì to tát đâu. Món bánh của bà rất nổi tiếng. Nó cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi không biết phải cảm ơn những điều chị đã làm như thế nào nữa. Tôi rất biết ơn việc chị đã chăm sóc Sơn Hoa như con gái ruột của chị. Và cả việc chị chăm sóc Thế Giang khi thằng bé còn nhỏ nữa. Tôi làm điều đó cũng vì bản thân nữa mà. Tôi thấy rất biết ơn khi Sơn Hoa vẫn coi tôi là mẹ con bé. Cảm ơn chị. Tôi nợ chị rất nhiều. Tôi có thể trả ơn chị như thế nào đây? Có cái này tôi muốn tặng cho chị. Chúng rất thoải mái đấy ạ. Chị hãy thử chúng đi. Chị không cần tặng tôi cái gì đâu. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Ôi trời ơi, chúng trông đẹp thật đấy, cũng thoải mái nữa. Vậy tôi sẽ đi thử luôn nhé. Thật mừng vì chị thích nó. Sự thật là việc chị đoàn tụ với Sơn Hoa đã cho tôi thêm rất nhiều niềm tin và can đảm. Triền Bình đã kể cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi biết rằng chị đã từng mất một đứa con. Cuối tuần này, chị nên đi cùng Jimin tới đây. Sẽ thật tốt nếu gia đình chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa. Thế thì thật tốt. Được rồi, Jimin à, cảm ơn anh. Jimin đấy à, anh ấy đã tìm thấy tập sổ phụ thứ hai của Chủ tịch Jun. Thật vậy sao? Anh ấy đã chụp lại tất cả mọi thứ. Nhưng Chủ tịch đang ở nhà nên chưa thể đặt chúng lại chỗ cũ được. Chúng ta không thể để ông ấy nghi ngờ được. Tôi nên về nhà và giúp thằng bé. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Em đang làm gì vậy? Tôi vừa hoàn thành xong cuốn tự truyện, một trong những việc quan trọng nhất cuộc đời tôi. Vậy là đã làm xong rồi, làm tốt lắm. Giờ tôi sẽ nộp bản thảo này và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thật lớn. Tôi sẽ nhắc họ nhớ rằng tôi vẫn đang ở đây. Cuốn tự truyện này sẽ khiến bọn họ lại phải tranh giành nhau cơ hội được mời tôi lên chương trình của họ. Đúng vậy. Mong là ngày đó sẽ tới sớm. Jimin à, ăn cơm thưa con. À, anh để quên điện thoại. Anh đang chờ điện thoại từ bộ trưởng. Để em lấy cho. Em cũng để quên điện thoại trong phòng rồi. Có thể Sơn Hoa sẽ gọi em.
Điện thoại của em kia mà. Sơn Hoa gọi thì để nó chờ cũng được. Nhiều dính nè. Đây rồi. Tôi biết là cô đang bận, nhưng mà tôi vẫn cần phải nói chuyện với cô. Có cái gì để mà nói đâu. Cuối cùng thì cũng là phí thời gian của tôi thôi. Cô đừng nói thế chứ. Hãy nghe tôi nói chút thôi. Tôi bận lắm, nên chị cứ nói thẳng ra đi. Ai cũng biết là Sơn Hoa và Sang Hiếp sẽ chính thức cưới nhau mà. Chị nói gì cơ? Thế nên tôi đã viết cái danh sách tài sản hồi môn này cho cô. Chúng ta còn chưa biết hai đứa nó có lấy nhau không mà. Với lại không phải tiền hồi môn sẽ đưa cho nhà trai sao? Đúng vậy đấy. Tôi biết hoàn cảnh đặc biệt của chúng nó mà. Nên tôi không mong chờ gì từ con bé cả. Chỉ riêng việc Sơn Hoa trở thành người một nhà đã làm tôi thấy rất biết ơn rồi. Tôi chỉ muốn con bé biết thái độ của tôi với nó mà thôi. Tôi không tin nổi chị lại nói những lời đó. Hồi môn ư? Còn nữa, bà Du mới là mẹ ruột của Sơn Hoa mà. Tại sao chị lại đưa chúng cho tôi? Cô cũng luôn như là mẹ con bé mà. Cô à, cô cũng biết mà. Tôi biết là trước đây tôi đối xử không tốt với cô, nên tôi cũng muốn xin lỗi cô. Chị thì biết cái gì? Kể cả khi trời có sập thì Sơn Hoa cũng sẽ không quay lại với con trai chị đâu. Bác à, bác nên nhận quà đi. Gì cơ? Sơn Hoa. Đúng vậy, Sơn Hoa à. Con chỉ quan tâm tới một mình Sang Hiếp thôi, đúng không con? Tất nhiên là vậy rồi. Lần này con muốn nhận thật nhiều quà. Con chưa từng nhận được gì từ Sang Hiếp trong thời gian con sống cùng bác. Con muốn đảm bảo mình sẽ nhận được những món quà mà con xứng đáng. Đương nhiên rồi, con muốn gì thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ cho con kim cương đủ để đeo từ đầu đến chân. Con không cần phải lo lắng gì cả. Thật tốt quá thưa mẹ. Con sẽ viết một danh sách và gửi cho anh Sang Hiếp. Cứ vậy đi, cứ vậy đi. Mẹ sẽ không làm con thất vọng đâu. Mẹ sẽ chuẩn bị những món quà đẹp và đắt nhất. Con cứ tin mẹ đi. Rồi mình có thể nhận lại gấp 10 lần từ Sơn Hoa. Tại sao cháu lại đồng ý nhận những món quà đó chứ Sơn Hoa? Bác đừng quá lo lắng. Bác biết là cháu sẽ không bao giờ cưới Môn Sang Hiếp mà. Vậy thì tại sao cháu lại nói như thế? Kể cả khi cháu đang mang thai Sê Biếc, mẹ của Sang Hiếp vẫn đối xử với cháu như một người ở. Cháu không được đối xử như một thành viên gia đình. Cháu chỉ là một người ở mà thôi. Đúng vậy. Cháu nên bảo đảm rằng chị ta phải hối hận vì cách đối xử với cháu lúc trước. Nếu cháu đối xử với họ như cách họ đối xử với cháu, điều đó sẽ dạy cho họ một bài học. Sang Hiếp à, mẹ đã nói chuyện với Sơn Hoa và sắp xếp xong mọi thứ rồi. Chúng ta nên nhanh chóng đặt lịch cho lễ cưới thôi. Tốt thật ạ. Mẹ phải làm như vậy sao? Anh à, anh thật sự nghĩ chị Sơn Hoa sẽ kết hôn với anh ư? Mơ đi. Sao con lại có thể nói như vậy được chứ? Ôi, con bé gửi danh sách này. Để xem nào. Áo khoác lông chồn, túi sách sang trọng, túi da cá sấu, bộ ấm chén và bát đĩa. Bộ ấm chén và bát đĩa, đồng hồ sang trọng, lợn vàng, rùa vàng và chìa khóa vàng, mặt dây chuyền vàng, phiếu giảm giá du lịch, phiếu giảm giá quà tặng. Còn nữa sao? 7 bộ chén đĩa và chăn ga, dụng cụ bằng bạc, bộ chăn ga truyền thống. Họ tính chuyển đi hay sao? Ôi trời ơi!
chúng ta sẽ phá sản nếu cố mua hết những thứ trong danh sách này và sẽ chẳng kiếm lại được gì hết. Sơn Hoa chắc đang thử xem chúng ta có thật sự nghiêm túc hay không. Mẹ hãy bán căn nhà tập thể và mua những thứ này đi ạ. Hãy chứng minh cho cô ấy thấy là chúng ta thật sự nghiêm túc. Chà, nên làm vậy đúng chứ. Mẹ biết là mẹ đã đối xử không tốt với Sơn Hoa lúc con bé chuyển về đây khi mang thai. Mẹ đã có ác ý với Sơn Hoa, vậy nên mẹ sẽ phải bù đắp cho con bé. Jun Dae-kuk đã tham ô còn nhiều hơn cả Jun Jae-kyung. Mẹ nghĩ là mình đã nhìn ra gì đó, nhưng không thể tin được là ông ta đã làm điều này. Đợi một chút, cái này hình như không đúng. Là sao ạ? Mẹ nhớ là mình biết nhiều nghị sĩ hơn thế này. Có thể nói chắc là trong danh sách này thiếu tên của vài người trong số họ. Nếu đâu ông ta có một danh sách riêng để hối lộ. Không chắc nữa. Dù sao thì chừng này cũng đủ để vạch trần và buộc tội ông ta rồi. Chúng ta nên nhanh lên. Mẹ à, Sơn Hoa, Chê Min, chúng ta đang định gọi cho con. Sổ sách này là giả. Ông ấy đã lừa chúng ta. Cậu vẫn đang giữ sổ sách thật đúng chứ? Vâng, sẽ không ai tìm ra được đâu ạ. Có sách trong này sao? Bố à, thôi nào, bố phải tôn trọng sự riêng tư của con chứ. Bố nghỉ ngơi nhé. Cái giường bị di chuyển rồi. Sao nó dám? Nó đây rồi. Chẳng lẽ Chê Min đang hợp tác cùng với Sơn Hoa? Lẽ nào Hê-ran cũng tham gia việc này? Không thể nào. Hê-ran không có vẻ là đã biết về Man-sích. Đúng vậy, Hê-ran không thể nào tham gia với chúng được. Vậy là em muốn anh tìm hiểu xem công ty J Capital liên kết với ngân hàng nào sao? Đúng vậy, nếu đó là ngân hàng mà Su Hê-ran sử dụng, thì chúng ta có thể lấy được số tài khoản và biết được số tiền vốn là từ đâu ra. Tôi muốn biết liệu nó có phải là của Su Hê-ran hay không. Sẽ không dễ dàng thế đâu. Cứ làm như những gì tôi nói đi. Được rồi. Tôi tưởng đã bảo cô ở nhà mà. Cô đang giỡn mặt với tôi à? Dạ không, con chỉ ở đây để bàn giao công việc thôi. Ngồi xuống đi. Cô nên chuyển về nhà lại với chúng tôi từ bây giờ. Dạ, đừng có mừng rỡ. Điều này không có nghĩa là tôi chấp nhận cô như con gái mình. Tất cả những điều này chỉ là hình thức mà thôi. Bố à, bố biết là con không còn nơi nào để đi nếu bố bỏ rơi con mà. Nếu con không thể là con gái bố thì cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì cả. Đừng cố khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi biết tất cả những gì cô nói đều là giả dối. Đừng có hy vọng gì cả. Nhưng nếu cô cư xử đúng mực, tôi sẽ cho cô cơ hội để giữ lại vị trí của mình. Dạ. Ý bố là sao ạ? Nghe cho kỹ những gì ta sẽ nói đây. Chị
Con xin lỗi thưa mẹ. Tôi không biết là cô cũng biết hối lỗi đấy. Con sẽ tránh xa rắc rối như bố nói. Con xin lỗi về những vấn đề con đã gây ra. Cô nên chuẩn bị đối mặt với những hậu quả cho hành động của mình đi. Vâng. Con biết rồi ạ. Con chấp nhận bị phạt vì những gì mình gây nên. Mong mẹ hãy kiên nhẫn. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ cố không gây rắc rối với Bitna ạ. Vậy con xin phép. Rốt cuộc Jundekuk đã nói gì với cô ta? Hay là cô ta đang âm mưu cái gì? Dạ. Bố muốn biết Bông Sơn Hoa, mẹ và anh Chen Bin đang muốn làm gì sao? Đúng vậy. Tôi chỉ có một mục tiêu. Đó là cắt đứt quan hệ giữa mẹ và anh trai cô với Bông Sơn Hoa. Vì mẹ cô mà tôi gặp rắc rối trong việc thoát khỏi Bông Sơn Hoa. Con hiểu rồi thưa bố. Con sẽ khiến Bông Sơn Hoa cách xa họ. Và con cũng sẽ tạo cơ hội giúp bố thoát khỏi cô ta. Con sẽ đảm bảo điều đó. Tốt lắm. Đợi đã thưa bố. Con có một việc muốn nhờ bố. Bố có thể ngăn không cho Bông Sơn Hoa được xét xử lại không ạ? Giờ thì mình đã trở lại đây. Mình chỉ cần làm theo kế hoạch thôi. Thật mừng là kế hoạch của Su Chơn có hiệu nghiệm. Bố không thể bạc đãi mình được vì ông ấy hiểu rằng mình biết nhiều hơn. Chúng ta sẽ nộp đơn ly hôn ở tòa vào ngày mai. Hãy tới đúng giờ đấy. Bùn Sang Hiếc, anh dám làm vậy sao? Mình mới nên là người thúc giục anh ta làm chuyện này. Thật là động đến lòng tự trọng mà. Chê Kiêng quay về rồi ạ. Đúng vậy. Nhưng mà mẹ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho Sơn Hoa. Dạ. Mọi khi bị đẩy đến đường cùng, Chê Kiêng thường đưa ra những lựa chọn tồi tệ. Sơn Hoa đã nhiều lần gặp nguy hiểm vì cô ta. Mẹ nghĩ rằng tốt hơn nên cho cô ta cơ hội ở lại và để mắt đến cô ta. Nhưng mà mẹ à, mẹ nghĩ đó là lý do tại sao Jundekuk đồng ý cho cô ta quay lại. Thì nếu Chê Kiêng quyết định che giấu thì chúng ta sẽ khó có thể khởi kiện. Đó sẽ là một vấn đề đau đầu. Đúng thế. Dù sao thì các con nên tập trung vào việc xin tái xét xử cho Sơn Hoa. Bây giờ đã có được lắc tay và nhân chứng rồi. Vâng. Hẳn là việc xin được xét xử lại không dễ dàng như thế. Em đã nghĩ rằng một khi có được lắc tay và nhân chứng thì sẽ ổn thôi. Chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn vì lần này là kháng cáo. Luật sư nói rằng chúng ta cần thu thập nhiều bằng chứng hơn để thắng kiện. Sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể tìm thêm bằng chứng quan trọng. Nhất là nếu chúng ta có thêm lời thú tội từ thủ phạm. Lời thú tội. Dù Chê Kiêng sẽ không bao giờ thú nhận đâu. Chúng ta sẽ cần bằng chứng buộc tội nếu muốn cô ta thú nhận. Chiếc lắc tay sẽ được đem đi kiểm tra ADN. Mong rằng mọi thứ sẽ theo đúng kế hoạch. Vậy là xong. Giờ chúng ta đã ly hôn rồi đúng không? Anh không biết là sẽ phải đợi một thời gian trước khi có kết quả cuối cùng sao? Trông anh có vẻ vui mừng. Thì tôi cũng mừng vì sẽ không phải nhìn mặt anh thêm nữa. Thật mừng vì cảm xúc của chúng ta giống nhau. Tôi không có gì hối tiếc cả. Vậy chào cô nhé. Chờ đã. Tôi biết là cô sẽ làm vậy mà. Tôi không gọi anh lại vì tôi hối hận. Tôi có việc muốn nhờ anh. Xin đừng nói với bố tôi rằng chúng ta đã ly hôn. Gì cơ? Tôi sẽ nộp đơn từ chức đấy. Tôi biết. Tôi muốn anh đợi tới khi thời gian chờ kết thúc và việc ly hôn được hoàn thành. Tôi sẽ không đổi ý đâu. Tôi đã xong với cô rồi. Chúng ta thực sự kết thúc rồi.
Anh nghĩ tôi nói vậy để giữ anh lại sao? Đừng có mà giỡn mặt. Bố tôi vừa phát hiện ra thân phận của tôi và ông ấy vẫn còn khó chịu về nó. Đây không phải là thời điểm để nói rằng tôi đã ly hôn. Tôi sẽ nói cho ông ấy trong vòng một tháng. Vì vậy cứ giữ bí mật cho tới lúc đó đi. Nếu đó là những gì cô muốn nhờ, được thôi. Nhưng đừng biến điều này thành cái cớ để quay lại với tôi đấy. Anh ta đúng là đồ khốn. Thật khiến mình tức điên lên mà. À, anh có thông tin ADN của anh trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát chứ? Rồi, họ đã lấy ADN của anh. Họ lấy rồi. Thật tốt. Không biết cha mẹ ruột của anh là những người như thế nào? Em rất muốn gặp họ. Sĩ quan Lee nói rằng họ đang khuyến khích mọi người cập nhật thông tin ADN của mình để có thể giải quyết những vụ án mất tích. Vậy sao? Họ đang bị kẹt lại chút nên sẽ mất một khoảng thời gian. Thực ra thì anh khá lo lắng. Có thể bố sẽ phát hiện ra chuyện này một khi anh tìm được cha mẹ ruột của mình. Nếu điều đó xảy ra, nó có thể sẽ ngáng đường kế hoạch của em. Chim Bin à, thôi nào. Điều đó không có nghĩa là anh không nên đi tìm bố mẹ ruột của mình. Nếu anh làm vậy thì em sẽ bực mình đấy. Được rồi, anh biết rồi. Em đáng sợ thật đấy. Vậy là con cuối cùng cũng thoát được Jun Jae Kyung vào cuộc hôn nhân này rồi. Mẹ vui quá. Mẹ đã vất vả nhiều rồi. Có gì đâu chứ. Cứ tưởng rằng chúng ta đã tìm được đá quý, vậy mà hóa ra chỉ là một hòn sỏi. Một hòn sỏi vô dụng và thật khó để vứt bỏ. Thật sự là đã kết thúc với Jae Kyung rồi ạ. Đúng vậy, thật mừng vì mẹ không phải thỏa hiệp với cô ta nữa. Mẹ vẫn thấy khó chịu khi nghĩ về cách mà cô ta đối xử với mẹ. Từ bây giờ, mọi việc sẽ chỉ tốt lên thôi mẹ. Đúng là vậy. Một khi con kết hôn với Sơn Hoa và quay trở lại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đế Quốc, con sẽ có thể trả lại cho cô ta những gì mà cô ta đã làm với con. Chỉ nghĩ về việc đó thôi khiến mẹ thấy tốt hơn nhiều. Cháu chỉ ngồi cạnh bà ngoại thôi hả? Cháu quý bà vậy sao? Vâng, cháu rất yêu bà ngoại. Thế Giang à, bà ngoại cũng rất yêu cháu. Vậy thì bà nên tới sống ở đây đi ạ. Ở đây bà có thể ăn bao nhiêu bánh ngọt tùy thích. Điều đó là tuyệt vời nhất ạ. Chắc là chị đói rồi. Không biết sao chúng nó lại về muộn thế. Chúng ta có nên dùng trước không? À, chúng đang ở buổi gặp mặt. Chắc là sẽ tới sớm thôi. Nhân tiện, cái bình dành cho em bé kia để làm gì vậy? Thế Giang vẫn dùng nó để uống sữa sao? Cháu không phải là em bé mà. Đúng vậy, Thế Giang không phải là em bé. Cái này là một câu chuyện dài. Ý chị là sao? Vậy là anh đã đọc bản thảo của tôi rồi sao? Tôi rất biết ơn khi anh thích nó. Chắc chắn rằng nó sẽ được đón nhận nồng nhiệt sau khi xuất bản. Vâng, cảm ơn anh. Tạm biệt. Mình cần tìm cách để vực dậy bản thân lần nữa. Jun Jae Kyung, mày không thể để bản thân gục ngã được. Jae Kyung, con định làm gì với bố con vậy? Bố? Mẹ đang nói về ai cơ? Thôi nào, đừng có lạnh lùng thế. Mẹ đang nói về cô Đốc Gu. Sao mẹ lại nói với con về ông ta chứ? Con phải trải qua tất cả những chuyện này đều là vì ông ta đấy. Mẹ biết mà. Nhưng bệnh viện đã gọi cho mẹ và bảo mẹ phải thanh toán viện phí. Mẹ phải làm gì chứ? Con sẽ không bỏ tiền ra đâu. Con không quan tâm mẹ sẽ làm gì để thanh toán viện phí. Ôi trời ơi, con không thể động chút lòng trắc ẩn sao? Thật là vô lương tâm. Con không muốn liên hệ gì với ông ta cả. Con không muốn thấy mặt ông ta. Tôi có ba người con: Sơ Chun, Sơ Trân và đứa con trai út Sơ Hiêng. Tôi nghe kể rằng con gái chị từng là bạn của Sơn Hoa. Vâng. Sơn Hoa đã ở cùng với Sơ Trân khi con bé phải chiến đấu với căn bệnh bạch hầu. Đó là lý do chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong suốt những năm qua. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ nhất?
Thằng bé mới chỉ tầm một tháng tuổi khi mọi chuyện diễn ra. Tôi đã đưa thằng bé đi khám. Xin lỗi chị, tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Chị có thể giúp tôi trông chừng cháu bé một lát được không? Bụng tôi đột nhiên đau quặn, vậy nên tôi đã nhờ người ngồi bên cạnh bế thằng bé một lúc. Đến khi tôi quay lại, Sơ Hiên, đến khi tôi quay lại, con trai tôi đã biến mất. Ôi trời ơi, tôi còn không biết làm sao mình có thể tiếp tục sống qua từng ấy năm. Tôi hiểu mà. Sau khi mất đi Bít Na, tôi chưa bao giờ thực sự thấy bình yên, chưa một ngày nào. Tôi hiểu chị cảm thấy thế nào. Sau khi mất đi thằng bé, chồng tôi đã dành nhiều ngày đi tìm nó. Không ai trong chúng tôi giữ được tỉnh táo. Chồng tôi cũng mất trong một vụ tai nạn sau lần đó. Tôi xin lỗi, tôi không định kể lể với chị nhiều như thế. Không sao đâu, tôi mừng vì chị có thể mở lòng và kể cho tôi về cảm xúc của chị. Tôi rất trân trọng điều đó. Nhưng mà người mang con trai chị đi đã không bị bắt sao? Vâng. Khi đó không có nhiều máy quay an ninh như bây giờ. Bệnh viện nói họ sẽ không chịu trách nhiệm. Họ cho rằng đó là lỗi của tôi khi để thằng bé lại với một người lạ. Sao họ có thể làm như thế? Mất đi con trai đã quá khó khăn rồi. Sao họ lại có thể đổ lỗi cho chị và không giúp đỡ một cách đàng hoàng chứ? Bệnh viện chỉ trách lỗi cô ta. Như vậy họ không phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy tội cho người mẹ. Đó là một bệnh viện lớn, nhưng họ lại chẳng có cái máy quay an ninh nào. Để mà nói thì nhờ đó mà tôi đã thoát được. Bọn con về rồi. Bọn con về rồi ạ. Sao hai đứa về muộn thế? Con chào mẹ. Ừ, con về rồi à? Mẹ là nhất đấy thưa mẹ. Không phải mẹ thấy mừng khi thấy con rể của mình đấy chứ? Đúng thế. Bố ơi, bố ăn chút trắng miệng đi ạ. Được rồi. Bố đang xem gì vậy ạ? Con có thể giúp bố. Tôi không tin cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Đi chỗ khác đi. Bố à, đừng có gọi tôi là bố. Cô còn dám gọi như vậy sao? Nghe cho kỹ. Trên Linh là đứa con duy nhất mà tôi có. Bố không biết sao? Anh Trên Minh anh ấy cũng... Cái gì? Trên Minh làm sao? Mau nói ra đi. Không có. Không có gì đâu bố. Chắc hôm nay anh ấy sẽ về nhà muộn. Đúng vậy, chưa thể nói với bố chuyện về Jun Jae-min được. Bố sẽ không tin mình. Cô ơi, cô nấu ăn giỏi thật đấy. Cháu cực kỳ thích ăn đồ cô nấu luôn ạ. Ăn nhiều vào nhá, Bình Nhất Jun. Bình Nhất Jun sao? À thì, Sơ Jun và Jae-min đã gặp nhau trong quân ngũ. Thằng bé đưa Jae-min tới chơi nhà và những ngày được nghỉ phép, tôi đã gọi cậu ấy như vậy mãi, thành quen miệng rồi. Thưa cô, thưa bà. Thôi đừng đùa giỡn nữa và ăn đi, Jae-min. Đó là lúc anh bắt đầu yêu thích các món bác nấu, đúng không?
Có lẽ mình nên hỏi về lúc mà chị ấy mất đi đứa con. Chuyện của chị ấy trùng khớp với những gì đã xảy ra. Không, lỡ như mình nhầm thì sao? Nếu vậy mình có thể sẽ làm tổn thương chị Trân và Chê Min. Mẹ ơi, Hà, mẹ đang nghĩ gì vậy ạ? À, không có gì đâu. Mong chị đừng phiền lòng vì chuyện tôi kể. Thật xin lỗi, tôi muốn mời chị tới ăn tối cùng. Vậy mà, à không sao đâu. Chị là một đầu bếp tuyệt vời. Mọi thứ đều rất ngon. Thật mừng vì chị thấy như vậy. Hãy ăn nhiều vào nhé. Vâng. Nhưng mà không biết là chị đã lạc mất con khi nào vậy? Khi đó Sơ Hiên khoảng 1 tháng tuổi, đúng không mẹ? Đúng vậy. Lúc đó là năm 1993. Sơ Hiên nhà tôi sinh vào ngày 7 tháng 11. Ôi, cậu ấy và con cùng tuổi đấy. Sinh nhật chúng con cũng gần giống nhau. Sinh nhật con là ngày 7 tháng 12. Cậu ấy và con chỉ cách nhau 1 tháng tuổi thôi. Đúng rồi, em cũng sinh vào năm 1993 mà nhỉ. Nên cháu thấy bác luôn phiền muộn vào tháng 11. Bác cứ ra ngoài và mang đồ dành cho trẻ em về nhà vào khoảng thời gian đó. Đó đều là chuyện trong quá khứ rồi. Dạ. Mẹ nghĩ rằng câu chuyện của bà ấy trùng khớp với chuyện của anh Chê Min sao? Ừ, Chun Cha đưa thằng bé đến cho mẹ khi thằng bé khoảng 1 tháng tuổi. Sinh nhật của Chê Min là ngày 7 tháng 12 mà. Không thể nào, chuyện này hẳn là trùng hợp mà thôi. Chê Min đã đăng ký thông tin ADN của anh ấy vào cơ sở dữ liệu. Cảnh sát sẽ nói cho anh ấy biết nếu có bất kỳ người nào trùng khớp. Đúng nhỉ, chúng ta nên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người nên ra ngoài đi. Mẹ vợ nhận được điện thoại của cảnh sát. Họ nghĩ là họ đã tìm thấy Sơ Hiên rồi. Hoan hô, hoan hô. Một ngày như thế này thì nên ăn mừng chứ. Dù sao thì mẹ à, mẹ nên đảm bảo là sẽ chuẩn bị đầy đủ những món đồ trong danh sách của Sơn Hoa đấy. Đương nhiên rồi, sau này chúng ta sẽ lấy lại gấp 10 lần như thế, mẹ có thể lo được. Nhưng mà sang hiếc này, chúng ta cần chút tiền để có thể chuẩn bị mọi thứ. Kể cả khi chúng ta muốn bán nhà thì vẫn sẽ mất một chút thời gian để có thể bán được. Mẹ có nên thế chấp căn nhà này để vay thêm không nhỉ? Đừng, mẹ hãy tìm mấy nơi cho vay lãi ấy. Anh à, anh điên rồi à? Chúng ta sẽ mất hết tiền đấy. Này, cẩn thận cái miệng của con đấy. Sao con cứ luôn nói chuyện xui rủi như vậy hả? Chúng ta sẽ không mất gì cả. Chúng ta sẽ trả được tiền ngay lập tức khi anh trai con kết hôn. Chúng ta sẽ chỉ vay tiền họ trong khoảng 1 hay 2 tháng thôi, vậy nên đừng lo. Anh à, anh thật sự vẫn nghĩ rằng chị Sơn Hoa sẽ kết hôn với anh sao? Con đang giỡn mặt sao? Đừng có nói mấy chuyện vô lý này nữa. Sơn Hoa sẽ kết hôn được với ai nếu không phải là anh trai con chứ? Dù sao thì cô ta cũng có con rồi, không phải mà. Con chỉ cảm thấy chuyện này thật khó tin. Cứ có cái gì đó không đúng. Nếu con mà cứ nói những điều tiêu cực như thế thì tốt nhất là nên trở về phòng mình đi. Con trai à, mẹ sẽ tìm đến bên cho vay nặng lãi. Vậy nên đừng lo gì cả, được chứ? Vâng, mọi chuyện trông cậy vào mẹ hết ạ. Phấn khích thật. Sau cùng thì đây là một cuộc đầu tư mà. Sĩ quan Lee, thực sự là đã tìm thấy Sơ Hiên rồi ư? Vâng, lần này là thật ạ. Chúng tôi đã tìm được kết quả ADN trùng khớp. Bác có sao không ạ? Anh chắc chắn về việc này đúng không? Trời ơi, không thể tin được là sẽ có người trùng khớp. Đây không phải là giấc mơ phải không? Người đó có tới đây không? Đồng nghiệp của tôi đang cố gắng liên lạc với cậu ấy. Mình nên sớm nghe được tin từ anh ấy. Chắc là không phải Chê Min rồi. Nếu đó là Chê Min thì anh ấy hẳn cũng phải nhận được điện thoại từ cảnh sát. Chê Min à?
Con có nhận được thông báo nào của cảnh sát không? Họ đã tìm ra bố mẹ ruột của con chưa? Vẫn chưa ạ. Con chắc rằng họ sẽ tìm được sớm thôi. Mong rằng cô Trân tìm được con trai. Chị ấy đã phải trải qua nhiều chuyện trong suốt những năm qua. Vậy nên mẹ cũng hy vọng thế. Cô ấy đã tới sở cảnh sát không biết bao nhiêu lần để tìm con trai. Lần nào trở về trông cô ấy cũng vô cùng thất vọng. Con thật sự hy vọng rằng lần này cô ấy sẽ tìm được con mình. Con nên gọi cho Sơn Hoa để hỏi xem tình hình thế nào đi. À, con nên làm vậy chứ nhỉ. Ôi, con lỡ tắt máy lúc trước mà quên không bật lại. Sao lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy? Vâng, Jun Jae-min đây ạ. Cái gì cơ? Anh nói sao? Vâng, tôi sẽ từ đó ngay. Mẹ ơi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Bố mẹ ruột của con, họ nói là đã tìm được rồi. Hả? Họ đã cố gọi cho con từ lúc nãy, nhưng con lại tắt điện thoại mất. Con nên nhanh chóng tới đó và gặp họ đi. Đi nào. Tôi là Jun Jae-min, tôi vừa nhận được điện thoại từ anh. Vâng, xin chào, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh. Bố mẹ thằng bé đang ở đây chứ? Mẹ ruột của cậu ấy đang ở đây. Bà ấy đã ở đây một lúc trước. À, bà ấy kia kìa. Jae-min, sao chị lại ở đây vậy, giám đốc Jun? Cô Trân và cậu Jun Jae-min, à không, cậu Bae Seo-hyun. Kiểm tra ADN đã đưa ra kết quả là hai người có quan hệ ruột thịt. Cô Trân, đứa con mà cô liều mạng tìm kiếm chính là cậu Jun đây. Hả? Vậy tôi chính là Bae Seo-hyun. Con là... Con thật sự là con trai cô sao? Đứa con trai mà mẹ liều mạng tìm kiếm là con sao? Con là Bae Seo-hyun sao? Jae-min à? Con thật sự là con của mẹ sao? Mẹ ơi! Con trai của mẹ là mẹ đây. Mẹ con đây. Mẹ là mẹ của con đây. Mẹ ơi, mẹ là mẹ con, là mẹ của con đây. Mẹ tìm được con rồi. Mẹ cuối cùng cũng tìm được con trai của mẹ rồi. Là mẹ của con đây. Suốt thời gian qua, con đã ở ngay đây. Làm sao mẹ lại có thể không nhận ra chứ? Con đã ở đây suốt thời gian qua. Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con. Mẹ à, con đã luôn muốn được biết mẹ ruột của mình là ai. Con cũng rất sợ hãi. Nhưng con thật sự mừng vì đó là mẹ. Cảm ơn mẹ. Con trai của mẹ. Con trai à? Con trai của mẹ. Sao cơ? Vậy Jae-min thực sự là Seo-hyun sao? Anh trai, điều này thật khó tin đúng không? Con đã bị thu hút bởi chính em trai mình.
Con nói rằng con thật sự rất quan tâm thằng bé và rằng con muốn chăm sóc cho thằng bé thật tốt. Vâng, từ khoảnh khắc gặp nhau, con đã thấy em ấy như là em trai ruột của mình vậy. Vậy em thật sự là Sơ Hiên sao? Vâng, em cũng đã luôn ước rằng mình có một người anh ruột giống như anh vậy. Anh rất mừng. Trên Min à? Không, Sơ Hiên à? Không thể tin được là em vẫn luôn ở đây suốt thời gian qua. Em trai của anh. Cảm ơn em. Sau khi mất đi thằng bé, chồng tôi đã dành nhiều ngày đi tìm nó. Không ai trong chúng tôi giữ được tỉnh táo. Chồng tôi cũng mất trong một vụ tai nạn sau lần đó. Tôi còn không biết làm sao mình có thể tiếp tục sống qua từng ấy năm. Ôi trời ơi, sự tham lam của mình đã phá hủy cả một gia đình. Mình phải làm sao đây? Phải làm gì để trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra? Sơ Hiên à? À, Trên Min à? Hãy cứ gọi con là Sơ Hiên đi. Mẹ vẫn không thể tin được rằng con đã ở đây bên cạnh mẹ suốt bấy lâu. Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. Mẹ cứ sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc và tất cả điều này đều biến mất. Không phải là mơ đâu ạ. Nên xin mẹ đừng lo lắng gì hết. Cháu và anh ấy đều đã chẳng thể nhận ra mẹ ruột của mình khi mà họ đang ở ngay bên cạnh. Bố con hẳn là đã gửi con về với mẹ. Hẳn là ông ấy đã thấy có lỗi với mẹ vì những gì đã xảy ra với cuộc đời mẹ sau khi mất đi con. Mẹ à, từ giờ mẹ sẽ không phải khóc nữa đâu. Ôi, vậy là từ bây giờ con sẽ có hai người mẹ rồi. Đúng vậy. Nào, ăn thử cái này đi con trai. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ vẫn còn một đứa con trai khác ở đây đấy. Đúng rồi. Nào, Sơ Chun. Sơ Chun. Mẹ à, vậy là điều ước của mẹ thành hiện thực rồi nhỉ? Bác đừng có quên mất cháu đấy nhá. Đương nhiên rồi. Đây, Sơn Hoa. Mấy đứa cũng ăn đi nào. Khẩu súng đó để làm gì vậy? Đến mùa đi săn rồi mà. Anh không biết rằng việc ngồi lao súng lại có thể thoải mái như thế đấy. Nó giúp giảm bớt căng thẳng. Em mong rằng anh đừng có lấy nó ra khi em ở nhà. Nó làm em sợ đấy. Dù sao nó cũng không có đạn, cần gì phải thấy sợ chứ. Với lại anh cũng đã được cấp quyền sử dụng nó rồi. Mà Trên Minh có ở nhà không? Em có gọi điện cho thằng bé rồi. Nó nói nó sẽ ra ngoài muộn với bạn. Em có biết chủ tịch Park của tập đoàn Bodo không? Ông ta nói ông ta đã từ mặt con trai trưởng của mình rồi. Sao lại thế chứ? À, có phải ông ấy muốn để lại công ty cho đứa con trai nhỏ hơn không? Đứa con cả đã tìm thấy tài liệu bí mật mà cha nó đang che giấu và đe dọa ông ta. Cậu ta dùng điều đó để trở thành chủ tịch. Nó đe dọa sẽ công khai nội dung tài liệu nếu ông ta từ chối. Đúng là không thể tin nổi bọn trẻ thời nay. Làm sao mà chính đứa con ruột lại có thể đi phản bội mình được chứ? Anh ta có ý gì vậy? Có phải anh ta cố tình nói những điều này với mình để cảnh cáo Trên Linh không? Anh nghĩ rằng mẹ vẫn chưa thể tin được vào những gì đang xảy ra.
Kể từ khi chúng ta mất đi Sơ Trâm, anh chưa bao giờ thấy mẹ cười như thế cho đến tận hôm nay. Mẹ đã kể cho em về chuyện đã xảy ra với chị Sơ Trâm và bố. Tất cả đều là lỗi tại em. Đây không phải là lỗi tại em. Trung cha mới là người làm những chuyện này. Em xin lỗi anh à. Em biết rằng anh quen biết Sơn Hoa trước em. Đừng làm anh xấu hổ. Em đang mong rằng anh sẽ hẹn hò với cô ấy sao? Nói thật đi. Vâng. Thật khó để chấp nhận việc cô ấy muốn ở bên một người khác. Nhưng em thấy nhẹ nhõm khi cô ấy chọn anh. Em sẽ điên lên nếu thấy cô ấy chọn một ai đó khác. Kể cả khi em muốn cho anh cơ hội, điều đó cũng không có hiệu quả đâu. Tại sao? Mỗi khi anh nhìn thấy cô ấy, anh sẽ luôn nghĩ tới em. Thật sao? Nói thật thì anh không thể để lòng tham khiến anh đánh mất em trai mình được. Anh thật sự rất quan tâm đến em, đúng không? Anh nghĩ rằng anh có thể thật lòng chúc phúc cho hai đứa. Điều đó làm anh thấy thật nhẹ nhõm. Em và Sơn Hoa, hai người là em trai và em gái yêu quý của anh. Cảm ơn anh trai. Mẹ mang cho con vài bộ đồ dự phòng. Tối qua con vui chứ? Vâng, cũng nhờ có mẹ. Mẹ có buồn không ạ? Sao có thể? Mẹ không thể tin được những gì mẹ đã làm với chị ấy. Mẹ không biết làm sao mình có thể được tha thứ cho việc đó. Mẹ à, cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra và cả lý do tại sao cô ấy sẽ không trách mẹ đâu. Trương Minh à, con có giận mẹ không? Mẹ là người đã đem con đi. Mẹ đã khiến mẹ ruột con phải trải qua quá nhiều đau khổ. Và bố của con, ông ấy đã mất khi đi tìm con. Đây không phải là lỗi của mẹ đâu. Là tại mẹ. Những điều mẹ làm đã phá hủy cả gia đình con. Mẹ phải làm gì đây? Con sẽ nói với cô ấy về những chuyện đã xảy ra. Còn bây giờ, con lo lắng về phản ứng của bố khi phát hiện ra con thực sự là ai. Đó là vấn đề khiến con lo lắng. Đúng rồi. Điều này thậm chí còn sốc hơn. Ông ấy đã đưa ra cảnh báo với mẹ về việc mà con đã làm với sổ sách của ông ấy. Vậy sao? Đương nhiên rồi, tự truyện của tôi sẽ ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật lớn để quảng bá. Vâng. Chị Kiên, Udon Su quay lại rồi. Gì cơ? Anh ta đã đăng tải một đoạn phim ở gần văn phòng trên mạng xã hội. Chuyện gì vậy? Tôi tưởng anh ta đã đồng ý im lặng rồi mà. Anh ta vẫn chưa học được bài học. Đây là ngay phía ngoài công ty chúng ta mà. Tại sao anh ta lại quay hình ở đây? Đây có phải là lời cảnh cáo tới tôi không? Không thể nào. Su Chơn, đoạn ghi hình mà anh ta có thậm chí không so được với cái lắc tay. Nhưng chỉ bình đoạn ghi hình đó thôi cũng đủ để kéo tôi xuống đấy. 4 năm trước. Vậy là anh làm việc ở đội phòng chống thảm họa sao? Sao anh lại muốn gặp tôi?
Cô đã nghe về chuyện đã xảy ra với ông Nam ở tòa nhà chúng ta chưa? Tôi nghe rằng ông ta đã chết rồi. Điều đó thật không may, nhưng đó là sự thật. Người chịu trách nhiệm cũng đã bị bắt tại đó. Nhưng mà cô mới là người đã gây ra chuyện đó mà. Gì cơ? Anh mất trí rồi sao? Sao anh dám buộc tội tôi chứ? Tôi không cố tình làm vậy. Nhưng cuối cùng thì tôi đã quay lại hết những gì đã xảy ra. Sao? Việc đó đã được quay lại sao? Đây. Sao đây? Phải làm sao đây? Lúc đó tôi đang chơi điện tử ở trên tầng 8. Vì nghe có tiếng người cãi nhau nên tôi đã ghi hình lại. Bông Sơn Hoa không được biết về Đông Xu. Si Trơn, anh cần đảm bảo rằng anh ta sẽ không hé răng nói lời nào. Được rồi. Dùng đề cúc để sổ sách giả ở đó vì ông ta không tin tưởng anh. Chúng ta phải làm sao đây? Hình như chúng ta đã rơi vào bẫy của ông ta rồi. Chúng ta cần phải tìm ra sổ sách thật bằng mọi giá. Cần phải biết nó ở đâu trước đã. Mà em có nhớ anh Vin và anh U, những người đã nghỉ việc sau vụ ông Nam chứ? Vâng, đó là lý do tại sao chúng ta nghĩ rằng có thể họ biết gì đó về vụ án. Đúng vậy. Họ thì sao? Em tưởng rằng anh không thể tìm ra họ. Anh nghĩ là anh có thể tìm được. Hả? Thật sao? Họ đang ở đâu? Anh U đã được trả rất nhiều tiền để chuyển ra nước ngoài. Gần đây anh ấy đã trở về Hàn Quốc vì hết tiền. Anh ấy vừa có hoạt động trên mạng xã hội. Vậy chúng ta có thể biết được lý do tại sao lúc đó anh ấy lại nghỉ việc đột ngột như vậy. Sơn Hoa, chúng ta nói chuyện một lúc được không? Em nghĩ sao về chiếc váy này? Vâng, em thấy cũng được. Cái này thì sao? Em có thích nó không? Anh nghĩ cái váy này sẽ tôn bờ vai của em lên. Vâng. Em bận lắm sao? Anh đã đặt sẵn địa điểm cho đám cưới, nhưng em vẫn phải đi thử váy chứ. Em không chắc rằng em có thời gian để làm việc đó. Anh sẽ giúp em xử lý hết mọi việc. Hãy dành thời gian đi thử váy được không? Vậy cũng được. Lúc nào thì ổn? Em sẽ báo lại cho anh sau khi kiểm tra lại lịch trình của mình. Cô ấy bận rộn quá nhỉ? Cô dâu đã đến và đang thử váy rồi ạ. Xin vui lòng ngồi đợi ở đây nhé. Vậy sao? Vậy tôi sẽ thử lễ phục của tôi sau vậy. Đấy. Hả? Cô Trân, tôi mang tới mọi thứ mà Sơn Hoa đã yêu cầu đây. Đây là đá quý, các vật dụng và đồ dùng có kích thước lớn sẽ được giao thẳng tới đây. Sao cơ? Ý chị là sao? Đây là hồi môn đấy. Hồi môn gì cơ? Tôi nghe nói rằng ngày nay người ta không chuẩn bị hồi môn nữa. Nhưng vì những chuyện của chúng ta trong quá khứ, tôi nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên làm chuyện này. Hãy xem qua đi. Sang Hiếp và Sơn Hoa đang đi thử đồ cưới rồi. Rốt cuộc là chị đang nói về cái gì vậy? Hả? Xin hãy đi bên này ạ.
Bông Sơn Hoa, không phải là chúng ta sắp kết hôn sao? Em đang làm cái quái gì vậy? Gì cơ? Kết hôn ư? Tôi nói với anh như vậy lúc nào chứ? Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn như vậy cả. Cái gì vậy chứ? Sơn Hoa sẽ không kết hôn với con trai chị đâu. Cô nói gì vậy? Tại sao con bé lại có thể đồng ý lấy một kẻ hèn nhát như con trai chị chứ? Hãy quên điều đó đi. Kể cả khi con bé có thực sự muốn kết hôn với cậu ta thì tôi cũng sẽ ngăn nó lại thôi. Chị nên rời khỏi đây đi. Cô đang nói cái gì vậy chứ? Mẹ thấy chưa? Con đã nói với mẹ rồi. Chị Sơn Hoa sẽ không lấy anh sang hiếc đâu. Mẹ cứ làm theo ý mẹ mà chẳng chịu để ý tình hình gì cả. Xấu hổ quá đi mất. Vậy còn cái danh sách hồi môn mà con bé đưa tôi thì sao? Tôi đã chuẩn bị hết những thứ đó vì Sơn Hoa nói con bé sẽ lấy sang hiếc mà. Không lẽ ý cô... Ý cô là con bé đang cố tình lừa chúng tôi để trả thù sao? Lừa chị sao? Con bé chỉ đang để yên cho chị làm những điều mà chị muốn làm thôi. Chị hãy rời khỏi đây đi. Từ nay các người nên tránh xa Sơn Hoa ra. Nếu tôi còn nhìn thấy mấy người tới gần con bé, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, biết chưa? Trời đất ơi, tôi không thể nào rời đi được. Các người hãy giết tôi đi, Tôi đã phải bán tất cả những gì chúng tôi có để mua những món này mà. Các người không thể nói với tôi là sẽ không có đám cưới được. Có thế nào thì Sơn Hoa nhất định vẫn phải lấy sang hiếc. Tôi sẽ ở đây cho đến khi con bé đồng ý mới thôi. Chị đừng nói những lời vô lý nữa. Mẹ, thôi nào, chúng ta rời khỏi đây đi. Sơ Chun à, con mang ít muối ra đây đi. Phải vẩy muối lên người chị ta để đuổi tà mới được. Mai tôi và Sơn Hoa sẽ đi nhận áo cưới. Khoảng một tháng nữa sẽ tới đám cưới của chúng tôi. Thật nực cười. Tại sao mình phải quan tâm chứ? Nghe cứ như anh ta đang mong từng ngày để ly dị vậy. Em mau giải thích với anh chuyện vừa rồi đi. Anh vừa phải chứng kiến cái gì vậy? Anh thật không thể hiểu nổi. Sao em có thể làm vậy với anh chứ? Câu đó chính là câu mà tôi đã nói với anh cách đây 4 năm. Khi tôi phát hiện ra anh ngoại tình với Jun Chae Kyung đây. Vậy thì sao? Bây giờ anh đã ở vị trí của tôi rồi đấy. Cảm giác thế nào? Tôi cá là anh chẳng biết tí gì về cảm giác tuyệt vọng của tôi lúc đó đâu nhỉ? Vậy ý em là đây là cách em trả thù sao? Tôi chỉ đang trả lại cho anh cái cách mà anh đối xử với tôi thôi. Vậy nên anh không có cái cớ để cằn nhằn đâu. Anh tưởng em yêu anh mà. Tại sao sau 10 năm chúng ta yêu nhau mà em lại có thể làm vậy với anh chứ? Còn anh thì sao? Anh với tôi đã sống với nhau 10 năm rồi. Sao anh có thể bỏ rơi tôi và xe biếc để chạy theo Jun Chae Kyung chứ? Tôi nói cho anh biết, 3 năm nay tôi đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa rồi. À không, phải nói là tôi ghê tởm anh. Kể từ khi bà nội tôi qua đời, chẳng còn kỷ niệm nào liên quan tới anh mà còn đẹp đẽ hết. Chúng ta giờ là kẻ thù không đội trời chung, anh hiểu chưa? Tôi cảm thấy mình như một con ngốc vì không nhận ra con người thật của anh sớm hơn. Từng giờ tôi bỏ ra để yêu anh tôi đều thấy hối hận, nên anh hãy tránh đường ra đi. Anh đã từ bỏ mọi thứ vì em đi. Jun Chae Kyung và anh đã ly hôn rồi. Anh làm vậy chỉ vì muốn được ở bên em thôi. Sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh bị điên rồi à? Tôi đã nói tôi không yêu anh mà. Anh không có tí lòng tự trọng nào sao? Tôi bảo anh bỏ cuộc đi mà. Anh nói là anh chán em rồi. Em là người không có lòng tự trọng thế này sao? Có đúng là Bông Sơn Hoa anh từng yêu không? Người ta đã cạn tình chán ghét rồi mà vẫn còn muốn níu giữ. Anh sang hiếp Sơn Hoa. Anh nghe lại cho kỹ đây. Giờ tôi chính là người sẽ bỏ rơi anh. Anh hiểu chưa? Sang hiếc con ơi, đang xảy ra chuyện gì vậy con? Bông Sơn Hoa đã trở mặt với chúng ta rồi. Trời ơi, vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Mẹ thậm chí còn phải vay tiền để trả cho mấy món này. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chuyện vừa rồi chắc làm cháu buồn lòng lắm. Cháu không buồn cho Moon Sang-hyuk đâu, nhưng cháu đau lòng cho Thi Giang. Dù gì thì anh ta cũng là bố ruột của Thi Giang mà. Khi thằng bé lớn lên, cháu sẽ phải nói sự thật với nó, nhưng cháu chẳng biết phải nói ra như thế nào. Khi Thê Giang trưởng thành hơn, thằng bé sẽ hiểu thôi. Cháu đừng lo lắng quá. Chiến binh đang ở đây đấy, cháu nên ra gặp nó đi. Anh Chiến binh, anh tới để hỏi thăm em sao? Em ổn chứ? Từ góc nhìn của bông sơn hoa mà nói thì em cảm thấy rất tốt. Nhưng mỗi khi em nghĩ tới Thê Giang, chuyện này lại bóp nghẹt tim em. Em đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em và Thê Giang. Anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình. Ai cơ? U Đông Su đang quay video gần đây sao? Phải, nhưng em không cần lo. Anh ta sẽ không lên đây hay làm gì khác đâu. Anh đã tìm ra được vị trí của anh ta rồi, U Đông Su. Tôi không ngờ là anh ta sẽ tự mình trở về Hàn Quốc đấy. Anh ta làm tôi thấy lo. Tới giờ thì anh ta vẫn chưa làm gì nhiều đâu, em không cần lo lắng. Anh và em là những người duy nhất biết về đoạn video đó. Nếu như Bông Sơn Hoa biết về nó, thì giờ này cô ta đã phải tìm tới Đông Su rồi. Vậy không có nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ biết. Chúng ta phải chuẩn bị trước chuyện này. Cái file video đã bị xóa rồi, có đúng không? Lúc đó chúng ta đã kiểm tra việc này rất nhiều lần rồi mà. U Đông Su cũng không yêu cầu gì cả, nên không cần lo đâu. Không được, kiểm tra lại lần nữa cũng không thừa đâu. Đáng lo thật đấy. Thứ anh ta đang nắm có vai trò quyết định trong vụ án của Nam Ki-thek. Tôi nghe nói U Đông Su có sở thích là quay phim. Mọi người nghĩ xem liệu anh ta có quay được cái gì liên quan tới vụ án này không? Bọn em cũng đang nghi ngờ về điều đó. Nó giải thích được lý do anh ta đột nhiên có được một số tiền lớn và nghỉ việc. Nhưng em tưởng lúc đó anh ta không có ở trong phòng an ninh mà. U Đông Su vẫn chưa tới gặp Jun Jae Kyung, nhưng Kim Soo Jeon thì vẫn đang theo dõi anh ta. Điều này gợi ra rằng anh ta đang nắm giữ cái gì đó. Vậy có nghĩa là dù anh ta có đang giữ cái gì thì nó cũng mang ý nghĩa sống còn đối với Jun Jae Kyung, và cũng có nghĩa là nó có thể giải quyết vụ án này. Vậy tôi có nên đưa anh ta tới đây không? Hay là chúng ta tới gặp trực tiếp anh ta? Chúng ta biết địa chỉ của anh ta rồi mà. U Đông Su là kiểu người muốn gây sự chú ý. Tôi biết cách thuyết phục mấy loại người như anh ta. Trời đất ơi, tôi biết là chỉ nói một lời xin lỗi thôi chắc chắn sẽ không đủ. Tôi còn không dám cầu xin sự tha thứ nữa. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã bị mù mắt bởi ham muốn trả thù. Tôi đã hủy hoại gia đình chị. Tôi không biết làm thế nào để đền bù được tội lỗi này.
Làm ơn đứng lên đi. Mẹ ơi, mẹ đã nghĩ con là con của cô Chun Cha mà. Nhưng mà mẹ đã phát hiện ra điều đó là không đúng sự thật. Đáng lẽ ra mẹ phải đi tìm cha mẹ ruột của con ngay lúc đó. Tôi thật sự rất xin lỗi. Có lẽ là tôi chỉ không muốn mất Jaemin mà thôi. Tôi đã yêu thương thằng bé tới nỗi không còn muốn đi tìm cha mẹ ruột của nó nữa. Tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi. Hối hận thì có ích gì chứ? Mỗi khi Sơn Hoa nói với tôi rằng con bé không thể tha thứ cho mẹ ruột, tôi lại cố gắng an ủi nó. Giờ tôi mới hiểu được rằng tha thứ cho người khác khó đến nhường nào. Nhưng tới cuối cùng thì Sơn Hoa vẫn chọn cách tha thứ cho mẹ cô ấy. Rồi mẹ cũng sẽ làm được điều đó thôi. Mẹ à, mẹ vẫn thường nói với con rằng con đã được nuôi lớn bởi những con người tuyệt vời mà. Phải, mẹ đã nói vậy. Mẹ cũng hiểu điều đó chứ. Tôi biết là chị yêu thằng bé đến mức nào. Tôi mong chị có thể tha thứ cho tôi. Tôi vừa nhận được cuộc gọi rồi. Mọi người tới xem nhà đúng không? Vâng, đúng vậy. Tôi là người môi giới bất động sản. Người chủ tòa nhà đã quyết định cho thuê căn hộ này của anh. Cảm ơn cậu đã cho chúng tôi vào. Ồ, hình như cậu làm YouTuber hay gì đó phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Tôi nghĩ là những thứ này đã thể hiện rõ điều đó phải không? Phải rồi, tất nhiên là cậu phải hiểu rõ các dụng cụ của mình rồi. Chỗ này toàn là hàng cao cấp cả đấy. Thực ra, tôi cũng làm trong lĩnh vực này đấy. Công ty của chúng tôi tên là Công ty Sản xuất Nội dung Bông. Hiện tại, chúng tôi đang tuyển thêm nhiều người cho mảng sáng tạo nội dung. Làm sáng tạo nội dung sao? Vâng, chúng tôi hiện đang phỏng vấn rất nhiều ứng viên. Nếu được chọn, chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính cho cậu và trở thành công ty quản lý của cậu. Thật vậy sao? Đúng vậy. Tôi thề là tôi không về đây để tống tiền cô đâu. Tôi chỉ là thích khu dân cư này thôi. Với cả tôi lớn lên ở đây mà, vậy nên tôi mới quyết định quay trở về đây. Tôi thề với cô luôn đấy. Vậy còn cái video ghi hình Nam Ki Thép, anh có dám thề là không còn một bản sao nào khác không? Tất nhiên rồi, lần đó chính cô đã đảm bảo việc tôi xóa bỏ cái video đó cơ mà. Gần đây anh có bị ai tiếp cận không? Không, hoàn toàn không có ai cả. Tốt nhất là đừng nên nói dối. Đợi chút đã, cô Jun.
Tôi biết là cô đã từng xây dựng được danh tiếng trước khi mọi chuyện dính líu với cảnh sát xảy ra, cũng như chuyện cô tự tử bất thành nữa. Tôi rất ngưỡng mộ lòng dũng cảm của cô. Gì cơ? Liệu tôi có thể phỏng vấn cô trên kênh của tôi có được không? Anh nói cái gì chứ? Tôi thề là tôi không làm vậy vì tiền hay muốn tống tiền cô đâu. Nhưng nếu cô đồng ý phỏng vấn với tôi thì chắc tôi sẽ có lượng xem cao lắm. Vậy còn cái video ghi hình Nam Ki Thép, anh có dám thề là không còn một bản sao nào khác không? Biết ngay mà, đây chính là bước ngoặt của vụ án đấy. Đoạn video đó chắc chắn đã ghi lại được hiện trường. Tôi nghĩ là anh ta không có ý định tống tiền tôi bằng đoạn video đó đâu. Phải, mà anh cũng không nghĩ là Bông Sung Hoa đã biết về cái video đâu. Tốt rồi. Nhưng mà anh vẫn nên để mắt tới anh ta, phòng khi có bất chắc. Anh cũng nên quay lại chỗ đó kiểm tra thử máy tính và điện thoại của U Đông Su đi. Được. Vậy thì có cái này. Gì vậy? Đây là thứ mà anh đã tìm ra được từ J Capital. Anh cũng không chắc là có nên đưa cho em hay không. Nhưng anh muốn em có thể tiếp tục được làm con gái của chủ tịch Dương. Su Trơn à, cảm ơn anh nhiều lắm. Việc tìm được nó thật sự rất tuyệt vời. Tôi biết là luôn có thể nhờ cậy anh mà. Phần còn lại em phải tự lo thôi. Bông Sơn Hoa, Du Hê Ran, Sun Chê Min. Với cái này tôi sẽ loại trừ hết tất cả bọn họ. Chị Kiêng à, chúng ta gặp rắc rối rồi. Bố con bị đuổi khỏi bệnh viện rồi. Ai là bố con cơ? Mẹ nói cho rõ ràng đi. Phải phải, là cô Đốc Gu. Ông ấy bị đuổi khỏi bệnh viện vì thiếu tiền điều trị. Vậy giờ mẹ muốn con làm gì? Bố của con đấy. Mẹ vẫn còn gọi ông ta là bố của con sao? Mẹ mà không ngừng lại thì con cũng sẽ từ mặt mẹ như vậy đấy. Con muốn phát điên lên với ông ta rồi. Mẹ chẳng biết sau khi bị đuổi ra thì ông ấy biến đi đâu nữa. Mẹ tìm không ra ông ấy. Này, con có nghĩ là ông ấy đã chết lang thang trên phố rồi không? Thế có khi lại đỡ hơn. Sao con có thể máu lạnh như vậy? Con sẽ bị trời phạt vì thái độ vô cảm đó đấy. Sang Hiếp à, mở cửa ra đi con. Con không thể nhịn ăn mãi thế này được. Con phải ăn nhiều vào thì mới có sức để sửa chữa đống lộn xộn này chứ. Mẹ phải làm thế nào đây nếu con cứ không chịu ăn uống gì cả? Sang Hiếp à, con là tất cả những gì mẹ có. Mẹ xin con đấy. Bực mình quá đi mất. Mình còn phải trả lại số tiền đã đi vay nữa. Rồi phải trả cả chỗ quả cát để lấy lại tiền nữa. Chúng ta không thể cứ ngồi yên mà không làm gì được. Lỡ như bị đuổi khỏi cái nhà này thì biết làm sao đây? Trời ơi, xấu hổ quá đi mất. Tại sao anh ấy lại nuốt mình trong phòng cơ chứ? Tại sao mẹ còn phải lo lắng cho chuyện ăn uống của anh ấy chứ? Không phải đây đều là tại anh mà ra sao? Chừng nào con có con thì con sẽ hiểu thôi. Mẹ bảo con trả lại chỗ này rồi lấy tiền về mà. Sao lại còn mang về làm gì? Họ không hoàn tiền đâu mẹ. Họ chỉ chấp nhận cho đổi hàng thôi. Trời đất ơi, chúng ta đã bị hủy hoại hết rồi. Chúng ta xong đời rồi. Tất cả đều là lỗi của Bông Sơn Hoa đó. Mẹ phải tới nói chuyện phải trái với cô ta. Mẹ à, cô đã cố tình chơi xấu Sang Hiếp đúng không? Sao cô dám bỏ rơi con trai tôi? Thả tôi ra. Mau buông con bé ra đi. Cô đừng có mà xứng vào. Xem ai nói kìa. Xem ai nói kìa. Lý do gì mà chị phải động tay động chân chứ? Tôi đã nói cô đừng xía vào mà. Cô đã chủ động cầu xin Sang Hiếp quay lại với cô. Vì vậy mà thằng bé mới quyết định ly dị. Vậy mà giờ cô lại nói đó chỉ là vì muốn trả thù sao? Bác đang tức giận vì những gì tôi làm ư? Vậy bác nên nhớ lại cái cách bác đã đối xử với tôi đi. Cô nói cái gì cơ? Chuyện đó đã là 4 năm rồi. 4 năm rồi đấy. Cô vẫn còn ghim thù trong lòng cơ à?
Vì vậy nên cô mới hành động nhỏ mọn như vậy sao? Nếu anh ta chỉ là bỏ rơi tôi thì sẽ không có chuyện tôi làm tới mức này đâu. Nhưng anh ta chính là nguyên nhân khiến bà tôi qua đời. Và bác quên mất những gì bác đã làm với xe buýt rồi sao? Sợ quá đi mất. Tôi không ngờ cô lại là loại người bụng dạ ôm đầy thù hận như vậy đấy. 4 năm trước, tôi đã tới trước mặt bác với đứa con mới đẻ trên tay, cầu xin bác thuyết phục anh ta ở lại. Bác còn nhớ lúc đó đã đối xử với tôi như thế nào không? Tôi có nói là tôi đúng đâu chứ? Nhưng tôi đã chuẩn bị tất cả những món quà này cho cô để xin lỗi cô rồi mà. Cô là đang muốn nhà chúng tôi phá sản sao? Chúng tôi thậm chí còn đi vay nặng lãi để mua được chúng đấy. Tôi chưa bao giờ bảo bác đi mượn tiền từ đám người đó cả. Đừng có đổ lỗi cho tôi. Chị phải rời khỏi đây ngay. Sơn Hoa, làm ơn đi. Coi như là ta cầu xin con. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bác nữa. Tôi sẽ đảm bảo rằng Môn Sang Hiếp phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Bác nên quay về và cảnh báo trước cho anh ta đi. Ôi trời ơi, Sơn Hoa. Sơn Hoa, nghe ta nói một chút thôi. Chị dừng lại đi. Tôi cần phải sửa lại hiểu nhầm này. Sơn Hoa, con bé đang tức giận kìa. Hiểu nhầm ư? Hiểu nhầm cái gì chứ? Chị nên đi khỏi đây ngay đi. Mẹ. Mẹ không nên tới đó gặp chị ấy làm gì đâu. Sơn Hoa đó đã không còn là Sơn Hoa mà chúng ta biết nữa rồi. Con bé đó đã khác xưa rồi. Nó không còn chút nhân từ nào hết. Mẹ còn không nhận ra là ai đã biến chị ấy thành như vậy ư? Là mẹ với anh Sang Hiếp đấy. Ôi trời đất ơi, chúng ta tiêu đời thật rồi. Chúng ta sẽ mất tất cả mọi thứ. Không thể tin nổi là chúng ta đã vứt bỏ Sơn Hoa để theo Jun Jae Kyung đó. Jun Jae Kyung đó chẳng đem lại cái gì tốt đẹp cả. Giờ thì chúng ta phải trả giá rồi. Giờ thì Sang Hiếp phải làm thế nào đây? Tôi phải làm gì với thằng bé? Sang Hiếp ơi! Sang Hiếp! Cô Jun, cô có giữ bản đề xuất sửa đổi tôi yêu cầu không? Cô đang làm cái gì vậy? Cô đang muốn lên mặt với tôi sao? Tôi nghe nói là cô sắp kết hôn với Moon Sang Hyuk. Anh ta nói với tôi là sẽ kết hôn ngay sau khi giấy tờ ly dị được ký. Tôi đã bỏ Moon Sang Hyuk rồi. Tôi cần anh ta làm cái gì chứ? Cô muốn thì cứ lấy lại đi. Đừng đùa. Bông Sơn Hoa, tôi nghe nói bà chủ tiệm bánh Han Ốc là mẹ ruột của Chê Min đấy. Cô biết rồi sao? Tất nhiên. Cô nên cẩn thận đi, nếu không sẽ phải hối hận đấy. Đừng nói là cô sẽ tiết lộ bí mật về Chê Min. Có lẽ thế. Cô có muốn biết không? Cô sẽ chẳng cứu vãn được chuyện này đâu. Nên hãy chuẩn bị đi. Sao cơ? Jun Jae Kyung đang có âm mưu gì sao? Nhưng em không đoán được đó là gì. Nếu như cô ta tiết lộ sự thật về anh thì sao? Không thể nào. Hai người đang làm gì ở đây vậy? Chúng tôi đang bàn luận về sản phẩm mới ạ. Hai người không cần phải nói dối đâu. Bố ơi, con đã biết được người sở hữu Jay Capital rồi ạ. Jun Jae Kyung, cô đang nói về cái gì vậy? Jun Jae Kyung, ra đây nói chuyện riêng đi. Người đó là Su Hae-ran. Hả? Cô vừa nói gì cơ? Con sẽ giải thích tất cả với bố. Con có thể chứng minh mọi thứ. Con có bằng chứng để chứng minh được điều con vừa nói. Cô lại đang cố gắng chia rẽ chúng tôi đúng không? Tôi đã nói cô đừng làm cho đó mà. Đoạn ghi âm này sẽ cho bố biết sự thật. Du Hae-ran đang giả vờ mang thai để lừa gạt chồng mình. Chị ta đã thuê tôi bắt cóc một đứa trẻ ở bệnh viện. Tại sao bà ta lại làm vậy?
Lúc đó chị ta đã nói với tôi như thế này. Chị ta nói rằng mình giả vờ mang thai để trả thù. Chị ta muốn đứa trẻ này được thừa kế tập đoàn. Chuyện này là sao hả, Dun Chê Kiêng? Bố à, Chê Kiêng đã bịa ra chuyện này đấy. Bố nghĩ mẹ sẽ thực sự làm ra chuyện này ư? Đây là kết quả test ADN của anh đấy, xem thử đi. Bố có thể kiểm tra kết quả trong đó để xem liệu con có nói dối hay không. Bố, bố không cần phí thời gian với thứ này. Con sẽ giải thích cho bố mọi thứ. Đưa cái đó cho ta. Đưa ngay lập tức. Nếu bố nghĩ con đang làm giả kết quả, thì bố cứ thử làm thêm một test khác với anh ta đi. Con đảm bảo rằng kết quả sẽ không thay đổi đâu. Cổ đông lớn nhất của J Capital, Juheran. Là Juheran sao? Bố à, kết quả so sánh ADN. Vậy thì mẹ của con, đối tượng A và đối tượng B không có quan hệ huyết thống. Mẹ cậu, cô ấy chỉ muốn trả thù sao? Bố, bố, bố ơi, bố, bố, bố ơi, bố ơi, bố ơi.